cả chùa Campuchia. Thì cái lan can này được là làm từ thân của gắn thần Naga, xuất phát từ Ấn Độ. Nói cháu biết nhé, người đạt tiêu chuẩn thì mới được đắp dễ tô các cái hình tượng này. Còn như người bình thường như mình tuyết là không được đắp các cái hình tượng này. Này là mới lấy lên thôi. Sư cho con hỏi về cái phần da thịt của vị hòa thượng như vậy, là khi mà mình lấy lên thì vẫn như vậy hay sao hay sư? Dạ, là vậy không. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Bùi Hồ tìm đến đây để tìm về ngôi chùa ở dân tộc Khmer. Thì ở trong cái ngôi chùa này có một vị hòa thượng sau khi viên tịch thì và trong 6 năm thì sau đó thì xác của ông không phân hủy. Vì thì câu chuyện như thế nào? Xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để cùng viếng thăm nha. Cô bác quý anh chị, hình ảnh cô bác quý anh chị thấy đó là chú tên gì hả chú ha? Chú tên là Trần Đạo Đức. À, chú Trần Đạo Đức, nghe cái tên thôi đã thấy. Chú quy pháp danh Phật tử ấy, bên chùa Việt tên là Thiện Tâm. Về gương mặt của chú thì không ai nghĩ rằng năm nay chú đã 80 tuổi. Và cái công việc hàng ngày của chú là chú uống những cái cây cảnh để cho có hình thù ở trong cái khuôn viên. Hình thù thì coi như là công quả chứ không lấy tiền. Quê hương của chú thì chú nói gốc chú là Hà Nội. Chú Hà Nội. Nhưng mà cơ duyên sao chú lại đến ngay ngôi chùa này? Làm các chùa khác, rồi chùa các sư đi, các thầy cả chùa Việt, rồi chùa tôn giáo là Phật Thầy Đi An, Hòa Hảo. Các hình tượng người ta đi viếng thăm người ta đều biết, người ta giới thiệu, người ta tìm. Chú có vợ con gì không? Chú năm nay chú được 2 con. Con chú năm nay là hơn 50 tuổi rồi. Làm việc nhà nước cả. Cái công việc lúc trước của chú là gì? Chú là giáo viên. Giáo viên. Và sao chú lại được cái nghề mà nghề chúng ta uống của gia truyền từ nhỏ. Rồi chú lớn lên là chú cũng đi ngoài Bắc bồi dưỡng cái nghề nghiệp ấy. Để có bằng nghệ nhân ấy. Bằng nghệ nhân. Đục đẽo đắp tượng rồi các hình tượng này khác làm được hết, các hoa văn này làm được hết. Chú ơi, chú còn hỏi là đây thì tụi con khi mà đến đây đó thì tụi con thì ít biết về chùa của những người Khmer. Thì hôm nay tụi con đến đây là vì ở trong cái tháp này, chú con cháu mình qua bên tháp này đi. Vì ở trong cái phần tháp ở trong này đó thì có một vị hòa thượng sau khi ngài viên tịch thì chung các ngài và sau đó thì mới đem ngài lên đây. Thì đem lên lâu chưa chú? Ở hơn 2 tháng rồi, trước ngày cũng để ngài ở đây luôn. Đây là cái mộ, gọi là cái mộ của ngài luôn ấy. Xong rồi dỡ ra thì giờ này sửa dỡ cái hình tượng của cái mộ rồi đặt ngài vô đó. Cũng đúng ở chỗ này. Ngay chỗ này luôn. Chú ơi, thì lý do tại sao mình lại coi như là mình gọi là mộ của ngài chôn ở đó thì mình lấy lên là lý do là của Khmer, người Khmer là người vậy hay Khmer sao? Thì cái tập quán như thế này này. Nếu như người bình thường như mình. Rồi tùy theo nhà kinh tế có hoặc là nghèo hay giàu thì ta chôn xuống đất hoặc các cái mả lộ thiên ấy. Thì người ta cho vào trong đó ngoài 3 năm. Thì người ta cái thịt mình nó giữa rồi ta lấy xương xong người ta đốt. Cho vào cái keo. Cái keo thì người ta lại cho vào trong ấy rồi ta thở tiếp. Nhưng ta lấy cho cốt mỗi cốt đốt nha. Thế còn những cái người mà nghèo thì cứ chôn luôn dưới đất chứ người dân tộc thường một số cho thấy người trong chùa. Rồi có một số ở ngoài này tham mai nghĩa địa đó. Có nghĩa địa riêng. Giờ nhưng mà riêng vị này nó đạt cái tiêu chuẩn đó là hòa thượng. Tức là cái ngày tu từ lúc 13 tuổi cho đến lúc hơn 70 tuổi. Thì ngày tịch như thế là cái công lao về đạo vào đời ấy. Thì ngày sống như thế là nhà nước cũng công nhận là vị này là sống như thế là tốt đời, đẹp đạo. Thì trong cái riêng cái đạo của cái dòng của cái chi họ của cái người dân tộc á
cũng thừa nhận ông là ông có đạo đức. Ồ, vậy sẽ thấy ở trong cái lối đi vào ở trong cái tháp này thì con đặc biệt rất là ấn tượng với bạn Nghĩa, đặc biệt rất là ấn tượng với lại cái kiến trúc của mình. Đó là cái lan can này là được làm từ tất cả chùa Campuchia. Thì cái lan can này được là làm từ thân của gắn thần Naga, xuất phát từ Ấn Độ. Nói cho biết nhé, người đạt tiêu chuẩn thì mới được đắp rễ tô các cái hình tượng này. Còn như người bình thường như mình chết là không được đắp các cái hình tượng này ở bên cái thân xác của mình. Cho nên các bậc hòa thượng, tức là bậc cao đạo đó, cao đạo trở lên thì mới được cái mới được hai cái mới được như thế đó. Thằng hai bên thần đó là thần gì hết chứ? Làm nhưng mà thần phía trên ra ra. Thần gì chứ? Thần Kara. Kara. Dạ. Còn ở đây là tiếng Naga ha. Naga. Người bình thường thì không được đắp những cái tượng này. Không được đắp. Đạt cái tiêu chuẩn rồi. Cũng như là cái phân biệt của các cái quốc thể đó. Như là ông chủ tịch nước, hoặc ông vua, nước ông thủ tướng, nước thì một cấp ở đâu. 2, 3, 4, 5 năm đồng. Gắn này 5 đồng. Tức là hiện thân có một. Nhưng mà hiện ra. Hiện ra các đầu phụ đấy. Tức là phép đấy. Có phép. Chứ không phải là riêng đầu, có một đầu này thôi thì người biết nha. Dạ. Cũng như Lâm Tùy Ly đó, cháu thấy chỗ gia đình của ông Tùy Ly mà có một số quỷ thần đấy. Dạ. Họ cũng về chỗ cái Lâm Tùy Ly đấy, là họ ngồi bốn mặt, họ có thân một cái thân nhưng mà có bốn cái mặt lắp lên với nhau. Dạ. Cho nên họ hiện ra. Anh chị, thì cái ngôi bảo tháp đó ở trong dưới ngôi bảo tháp thì có về cái phần thân thể của một vị hòa thượng sau khi viên tịch thì hòa thượng đó, và hiện nay thì phần xác nó nằm ở trên. Thì sự thật như thế nào thì qua lời kể của một bác Trần Đạo Đức, của chú Trần Đạo Đức, và hôm nay thì có nhờ vị sư thầy mở cửa để mà có thể vào viếng thăm đó, thì cô bác quý anh chị cùng đợi nhé. Dạ con chào sư. Dạ. Cái ngôi tháp này mình xây lâu chưa hả sư? Chắc là 10 năm á. 10 năm. Dạ. Thì trước đây hòa thượng viên tịch ở đây luôn hả sư hả? Chưa, lúc đó lục cái xây dựng mới đó chưa. Dạ. Dạ sư vô trước để con vô sau. Dạ. Sư này bao nhiêu khi mà viên tịch thì sư bao nhiêu tuổi sư thầy sinh cũng vừa qua nha. Dạ. 79 tuổi. Sinh năm là 35 tới 2014. Dạ. Thì sau khi mà sư viên tịch thì sư được chôn ở đây luôn. Dạ, chôn bên này. Dạ. Nhưng mà thì đây cái tháp khác. Dạ. Không phải là cái tháp cái kiến này. Dạ. Này là mới lấy lên thôi. Dạ. Sư cho con hỏi về cái phần da thịt của vị hòa thượng thì là khi mà mình lấy lên thì vẫn như vậy hay sao hay sư? Dạ thì vậy không. Con toàn bộ vậy. Lúc mà mình lấy lên là toàn bộ vậy luôn. Dạ. Dạ. Mình đã lấy lên được bao nhiêu năm? Mới lấy lên hơn gần tháng rồi này. Dạ. Hơn một tháng nay. Hơn tháng chứ. Mình lấy lên là cái thi thể của hòa thượng này là không con quỷ. Dạ. Bình thường như vậy luôn. Dạ. Mình dạ. Có tẩm ướp cái gì hay là sử dụng cái hóa chất gì hay không? Không có.
Dạ. Dạ. Thì lúc hòa thượng mất đó thì hồi đó thì mình lót cái trà mình uống đó. Trà. Dạ. Nhưng mà trà mới á. Mình lót với nhiều. Vậy thôi. Dạ. Mình lót ở dưới này, rồi sau này thì thân thể của hòa thượng lấy lên vẫn vậy luôn. Dạ. Rồi sao cho con hỏi thêm là sao mình biết để mình lấy lên hay là theo cái phong tục mình như vậy? Này theo phong tục của người Khmer. Thì đa mật thì mình có nghĩa mình để thì mình lấy lên á. Vậy thôi. Khoảng bao nhiêu năm thì mình lấy lên ha sư? Nè, tùy theo sư sãi và Phật tử. Dạ. 3 năm hoặc là 6 năm cũng được. Từ 3 đến 6 năm? Không phải, từ 3 năm trở lên. Dạ. Thì mình năm nào cũng được lấy được. Dạ. Ai cũng phải lấy như vậy hay sao? Không. Cái này tùy theo thôi. Dạ. Này. Thì mọi người thì theo cái lời sư thầy giải thích thì ở đây là thi thể còn vẫn còn móng tay, còn y nguyên đó. Còn móng tay luôn hả? Còn đây là móng tay bên trong còn y nguyên luôn đó. Đây là hòa thượng mà lúc mà còn còn hiện tiền còn sống nè. Bên đây thì cái chữ đây là Khmer. Ông sinh năm 1935, mất năm 2014. Đến đây là 6 năm. Là 79 tuổi. Sư cho con hỏi là tại sao mình lại lộng kiến như thế này hả sư ha? Thầy thì mình Phật tử và sư sãi thấy hòa thượng khác nhau người khác á. Dạ. Người khác đa mất đi thì không con như vậy thì xác nó bị hư này nọ hết. Còn hòa thượng thì mình thấy nó còn nguyên vậy thì Phật tử để cái tiền này để xem. Ở đây mình nhớ ơn á, mình nhớ ơn cái hòa thượng. Có nghĩa là về những vị sư khác thì sau khi mà duyên tịch thì về phần thân thể thì không còn được như thế này, như vị hòa thượng này. Nên còn vị hòa thượng này thì sau khi mình lấy lên thì thân thể vẫn như vậy nên mình lộng kiến. Dạ. Thấy luôn cái phân đó nha. Ồ, bây giờ thì bật hệ thống đèn lên. Thầy thấy nó sáng. Bật trong nhà. Đúng rồi. Đây là hệ thống đèn LED. Thôi đến đây thì mình với bạn Nghĩa Trần cũng thắp một nén hương. Coi như là hôm nay hai anh em đến đây để mà viếng vị hòa thượng. Thì lúc nãy thì mình quên là cái tên của sư á, cái pháp danh của sư á nha. Lát hỏi sư nha, sư thầy cái tên gì? Dạ, cô bác quý anh chị, thì sau khi mình với bạn bằng công của miền Tây, bạn Nghĩa, thì đến giếng vị hòa thượng thì hai anh em cũng thắp một nén hương đến ngày, cũng như là sau đó là mình kết thúc video clip ngày hôm nay.